Chào cô. Dạ chào cô. Chào em. Chào chị. Mời cô ngồi. Dạ mời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoải mái trò chuyện cùng với chương trình cô nha. Mời cô giới thiệu về mình. Cô tên là Nguyễn Thị Hậu. Cô đến từ Hội Quan, Tương Giang, Củ Sơn, Bắc Ninh. Ồ. Cô chỉ là người làm ruộng thôi. Quê hương quan họ Bắc Ninh. Nghĩa là cô từ Hà Nội vào đây luôn. Vâng. Ồ. Là hôm qua hai mẹ con cô là bay chuyến bay sớm là vào đến đây. À, cô bay từ sáng sớm luôn. Mời em gái giới thiệu về mình. Em xin chào MC Quyền Linh và chị Quyền Lược và khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Ngô Thị Hiền, 25 tuổi ạ. Ở Từ Sơn, Bắc Linh ạ. Nghề nghiệp thì bán hàng online ạ. Bán hàng online hả? Chị em hỏi là chị làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Em làm dâu của mẹ thì được 6 năm ạ. Dạ, mình có mấy cháu rồi chị? Em được 2 cháu ạ. Lý do tại sao mình đăng ký tham gia chương trình này? Cái đó thì là ở con dâu của cô. Thế cô nó đăng ký được thì nó bảo mẹ đi, mẹ chỉ biết đi rồi. Tại vì con nghe là quê cô là quan họ Bắc Ninh. Dạ, thì con không biết là cô có thể hát được vài câu nào đó của quê mình không cô? Cả ra mà đúng là độ này là cô hơi bị ho là khàn tiếng. Còn cô hát là cô cũng biết hát. Dạ. Rồi hát luôn cho nó vui nè cô. Thế cô xin hát đã tặng hai MC và cùng quý vị khán giả một đoạn nhé. Dạ. Một đoạn bài Tương Phùng Tương Ngộ nhé. Dạ. Khi tương y phùng là khi lấy tương ngộ, xuôi lên độ vâng vâng tiếng tơ tình. Chiêm mía bao lại lẫn trần là canh năm canh. Chiêm mi bao lại lẫn chẳng là canh nắm canh. Cô rụt lắm. Dạ cảm ơn cô. Những ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô ấn tượng điều gì? Ngày đầu tiên mà con trai cô dắt con dâu cô về là cô thấy con dâu cô là nó còn quá trẻ. Trẻ là bao nhiêu cô? Vì lúc bấy giờ em nó mới có 19 hết cấp 3. Trẻ quá và thấy là em là vẫn còn non nớt quá. Nhưng mà nhìn thì là nó thật ra mà nói em nó cũng nhìn nó cũng hiền, cũng dịu. Nên là cô cũng cảm thấy là mến nó ngay từ ban đầu. Cô gái này có gần nhà mình không? Cùng quê hay có, em nó cùng quê, cùng làng luôn. Cùng làng luôn? Cùng làng. Vậy thì cô biết chứ? Cô biết nhưng mà làng nó rộng, có khi mình cũng không thuộc con nhà nào mình nhà nào vì nó hàng nghìn nóc nhà. Làng nhà cô nó to rộng lắm. Làng nó làng gì cô? Làng Hồi Quan. Hồi Quan. Hồi Quan hả? Dạ, chị cho em hỏi tí xíu là cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng của mình á. Em thì mẹ em mấy nhà em thì cùng làng cho nên thì cũng biết mẹ từ lâu rồi. Dạ. Hồi xưa bé thì mẹ em cũng hay, mẹ thì bán hàng cháo trẻ con ở Đinh ấy. Ở chợ ấy thì mẹ hay mua, hồi xưa bé em cũng hay ăn của mẹ cho nên cũng biết rồi ấy. Cho nên là lúc mà em mấy chồng em chưa yêu nhau thì cũng hay ra mua. Nhưng từ lúc yêu xong là ngại không cả dám ra mua. Mất mối. Ngại đâm ra cứ đi ra đằng đoạn đấy xấu hổ, toàn phải đi đường khác. Thì ngày đầu tiên em về thì chơi thì là mới thì cũng hỏi nhà em là mẹ anh có ghê không? Em bảo mẹ anh dễ lắm. Nhưng em ra em nhìn thấy mẹ thì nhìn dễ, bố thì ít ít nói, nhìn em cũng sợ. Ra chơi từ lúc ra đến ngồi cứ ngồi một chỗ không nói câu nào. Ngồi im vậy đó hả? Vâng. Thì hỏi câu nào thì trả lời câu đấy rồi ạ. Ô, con không biết là cô với lại chị có cái những điểm nào mà hợp nhau lắm không cô? Cô khởi thì cô không phân biệt là con dâu với con gái. Hợp là hợp mà thôi. Là em nó mang tiếng ít tuổi nhưng em nó cũng biết làm biết ăn. Là cái thứ nhất là làm cái nghề may mặc quần áo sơ sinh trẻ con để xuất ra cho những chủ hàng. Mới lại làm đẹp cho chị em phụ nữ. Có bao giờ làm cho cô chưa? Cô thì cô chưa làm. Cô thì cô bảo mẹ già mẹ cũng không cần. Đâu có già đâu, đẹp mà. Chắc là mai kia là mùa hanh heo thì lúc bây giờ cũng phải bảo con dâu làm cho mình chứ. Chả tội gì. Mùa hanh heo là mùa gì cô? Mùa hanh heo là mùa đông rồi. Mùa đông là hanh heo thì là da nó xấu hơn. Lúc bây giờ phải bắt nó làm cho mình chứ tội gì. Thì là người ta nó luôn làm đẹp cho người ta nhờ, các quý khán giả nhờ.
thì phải làm đẹp cho mẹ nữa chứ. Cái ngày đầu tiên về đó, em có nhớ nhà có chuyện gì mà mẹ chồng làm cho em buồn, em khóc gì không? Những ngày đầu làm dâu đó. Ngày đầu tiên thì em về thì mới cũng chưa xa nhà bao giờ. Đâm ra hôm đấy thì là đón dâu buổi tối xong về. Hôm sau ở nguyên một ngày ở nhà chồng thì cũng mới, em cũng nhớ nhà lắm. Xong trưa hôm đấy thì là ăn cơm xong, dọn dẹp xong thì là lên rửa bát hết xong, lên phòng làm nhớ nhà quá. Lên thế là làm nguyên buổi chiều. Xong mẹ em lên thì em bảo là làm gì mà khóc. Em bảo là con nhớ nhà quá. Em bảo là nhớ thì đi về bên đấy chơi. Thế sau em cũng về đấy chơi. Nhà gần đó không? Cách mấy ít thôi ạ. Khoảng độ mấy trăm mét thôi ạ. Trời ơi. Nhớ nhà quá không? Nói mẹ ơi đừng gả con xa đó. Xa quá, xa mấy trăm mét luôn. Vì cũng nhớ nhà. Hay là giận chồng gì khóc đi. Không, ở em thì kiểu tục lệ cưới ngày hôm thứ ba thì là con rể là hay về nhà đẻ ở một ngày đấy, uống rượu. Hôm đấy thì nhà em ngày hôm đấy thì tức là sao? Uống say. Con rể là? Con rể là về nhà đằng gái, mà con dâu là về đằng chồng. À, tức là đổi nhau vậy đó hả? Vâng. Về có một ngày hả? Vâng. Làm gì? Thí dụ con trai về nhậu đằng ở nhà đàn gái, vâng. Con gái về nhà chồng làm gì? Cũng ăn uống ạ. Vậy mà buồn. Là không ở chung hả chị? Không ở chung. Về nhà ăn uống thôi vậy đó hả? Vâng. Trời, tục lệ hay nha. Cái chủ đề đấy ở cô nào nói này nè. Con dâu nha, cưới hôm nay là ở nhà mình ngủ tối nay, sáng mai là lại mặt là con dâu vào trong đấy. Ở trong đấy thì là nhà mình lại phải cho người đi vào là xin phép ông bà là cho em trước. Là xin đón là con dâu là về đằng nhà mẹ chồng. Yeah. Thế nhà gái mới lại cho người ra là xin là ông bà thông gia là cho em là đón rể vào trong kia để ăn với bữa cơm để anh em họ hàng gặp mặt. À. Để cho nó biết họ biết hàng. Thì cái ngày đón dâu nó có mình xin chưa? Cái ngày mà rước dâu về có xin chưa? Xin rồi. Xin rồi, để tới ngày sau xin thêm ngày nữa. Đấy. Rối quá nhỉ. Xin mới có một ngày. Đấy, có đấy. À, khi mà về làm dâu như vậy đó, em thấy mình những cái điều gì giữa hai mẹ chồng nàng dâu không có hợp với nhau? Khi về làm dâu thì với mẹ thì có những không hợp là ví dụ ăn cơm thì bố mẹ nhiều tuổi thì lại thích ăn cơm cứng, mình lại thích ăn cơm mềm mềm hơn một tí. Thì bên mới thì về lấy chồng thì trẻ tuổi thì vẫn hay kiểu như ngủ lướng ấy. Ông bà thì lại hay dậy sớm. Đấy, cái đấy thì không hợp nhau, bà hay nhắc nhở. Không hợp thì những điều đó, dù như mẹ thích ăn cơm cứng gì thì mình làm hài hòa chuyện đó như thế nào? Thì là nấu hai nồi cơm hay là sao? Không, ở em thì cưới nhau về thì ăn chung độ tầm 1 tháng, 2 tháng thôi là bố mẹ cho ăn riêng. Thì mình bây giờ ông bà thích ăn thế nào thì mình nấu theo ông bà. Mình trẻ tuổi ăn kiểu nào cũng được. Dạ cô, những cái điểm nào mà cô thấy giữa cô và chị chưa có hợp nhau á cô? Thì nếu mà về cái điểm đấy thì không, một lần là cô mắng em rồi. Là một lần là hai vợ chồng em mang hai đứa cháu là đi chơi, là chơi bố mẹ nuôi. Là đi từ sáng đến tầm 5 giờ mới về. Về đến cổng thì không biết là nó say xe hay là nó mệt mỏi gì, nó quên không chào. Chào bố mẹ thì là cô có nhắc nhở, cô có mắng nó cái lần đấy, chứ còn thực ra 6 năm trời cô cũng không mắng em một cái điểm gì. Vậy là cũng hợp nhau đó hả? Nói chung là cũng hợp. Dạ. Nếu mà ở chung nhà như vậy thì trong những lúc vợ chồng cãi vã nhau gì đó, có điều gì làm cô buồn không? Có chứ, có lúc mới cưới hai vợ chồng trẻ con vẫn hay cãi nhau lắm. Ừ. Cãi thì trước mặt mình luôn hả? Về cái thì là em nó này có bầu luôn. Thế thì cô thì cô cũng chả mắng nó nào, mà cô cũng chả bênh nó nào. Cô chỉ bảo con trai cô là con ạ, à, bây giờ vợ thì nó còn ít tuổi, nó non nớt, mà nó mang bầu là nó hay cáu gắt. Thì là thôi con phải thông cảm chứ, bây giờ mà con mà cứ hầm hè nó mà để cho nó sợ sệt, sau con nó nằm trong bụng nó cũng sợ theo đấy. Cô bảo thế. Thế sau thì là sau một thời gian là thấy nó không cãi vã nữa. Mà thường là những cái cuộc cãi vã đó là mẹ bên chị hay là bên anh nhiều hơn? Thì mẹ hay bênh chồng em hơn hả? Bênh chồng hơn đúng không?
Vậy thì sao bên chồng nhiều hơn mà không bên con dâu cô? Không, cô thì cô bảo này này, bây giờ thôi thanh niên nó mới lớn mà nó chơi bời thì là cũng là do bạn bè nó cũng kích bác. Thế thì bây giờ mẹ cứ bảo thật, bây giờ như một cái que này này, nó đang cong, bây giờ con phải nắn từ từ thì mới được, mà con nắn một lúc ra thì cái que nó gãy mất. Thì phải để mẹ bảo khuyên bảo nó dần, chứ bây giờ mẹ bảo một lúc cũng không thể nào mà nó nghe ngay được. Thì là con phải nghe mẹ là phải lắng nó dần dần. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà lúc có lúc nào mà em cãi nhau rồi em giận mẹ, giận gia đình bên chồng em bỏ đi không? Ờ, có một lần ạ. Có hả? Là chắc nào? Là giận cái... lắm không chị? Vâng, cái hôm đấy là hôm ấy thì nhà em là về thì bảo em là bảo em đưa cho tiền, thế là em không đưa. Thế là xong em đi xe sang về nhà ngoại chơi. Thế là hôm đấy nhà em tiền thì để két, em cầm chìa khóa két mà lại. Thế là nhà em lấy cái xà beng cậy, gọi điện cho em bảo là mày không về tao sẽ đập vỡ két. Thế là nhà em sao em gọi điện cho mẹ em bảo mẹ ơi thì mẹ đi về đi, nhà con gọi điện bảo là không về thì là phá két đấy. Thế mẹ em cũng hôm ấy không về. Thế là sáng hôm sau bố đẻ em bảo là thôi mày đi về đi xem nó thế nào. Thế là em đi về thì là nhà em phá rồi. Hả? Phá két ra lấy tiền rồi. Ôi trời đất ơi. Lấy hết tiền luôn hả? Thì lấy hôm đấy là lấy mất 7 triệu ấy. Rồi lúc đó chị làm sao? Thì bây giờ về nhà em lấy đi giải lợ rồi thì bây giờ thì thôi chứ bảo thôi thì lúc ấy em bảo với chồng là thì vẫn nói chung là hai vợ chồng người vẫn tức nhau, vẫn là không nói gì. Xong thì là lúc đấy xong em đi ăn cỗ, hôm đấy là nhà có cỗ xong đi ăn cỗ thì kệ chồng ở nhà cũng cãi nhau mất mấy hôm không lấy 7 triệu rồi phải mua là cái két đó nhiêu tiền. Hiện tại bên nhà em còn chưa mua, vẫn để nguyên xi cái két là đến tận bây giờ. Rồi lỡ anh lấy nữa nào bây giờ thì nhà em mua nhà, nhà em thì xuất khẩu lao động rồi ạ. À thì xuất khẩu lao động lâu chưa? Đi được 15 ạ. Ngoài cái chuyện mà giận chồng ở đỉnh điểm bữa mà phá két lấy 7 triệu đó, em có buồn điều gì của mẹ ở mẹ chồng em không? Em chỉ buồn là kiểu mình gọi điện mẹ hôm đấy mẹ không về thôi. Nhưng mà cô có biết cái sự việc đó không cô? Đúng là cô thì cô không biết. Thế thì cô về cô có bảo con dâu là thôi bây giờ nếu mà nó đã chót tính thua rồi thì con cứ mở con đưa cho nó thì có phải không? Mà bây giờ đàn ông thì là nó nóng tính. Thế mà bây giờ ở trong nhà thì là đang có việc thì mẹ về thế nào được. Thế cô thì cô chỉ khuyên nó là như thế thôi. Còn cô cũng chả biết nói gì nữa. Thì đến lúc cô cứ bảo là bây giờ thôi con phải bảo nó dần dần như thế nào. Bây giờ thì là em nó biết là làm ăn rồi, là biết tiếc rồi thì là bảo là thôi con đi lao động mấy năm. Chồng em đi lao động ở đâu? Lao động bên Nhật ạ. Ở Nhật đúng không? Rồi để xem chồng em nói điều gì nha. Mình và vợ mình đã cưới nhau được 6 năm. Thì từ khi về nhà chồng thì trong cuộc sống cũng có nhiều chuyện khó xử xảy ra giữa mẹ mình và vợ mình. Mình thì là người đứng ở giữa, rất chi là khó xử. Mẹ mình thì tính hay lo xa, lại hay nói nhiều. Và đôi lúc có chuyện không vui ở bên ngoài thì lại cũng về giận con giận cháu. Còn về vợ mình thì tính em hiền hòa, có đôi chút nóng tính, chưa suy nghĩ được sâu xa. Qua chương trình thì cũng mong mẹ và vợ sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mong mẹ hay có chuyện gì thì bỏ qua cho vợ con. Mong vợ cũng thay đổi mình hơn nữa để gia đình mình luôn được ấm êm. Con thì ở bên này cũng rất nhớ mọi người. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để về đoàn tụ với gia đình. Vợ à, anh cũng rất nhớ em và các con nhiều lắm. Đúng là cô thì cái tính cô cũng nóng mà cũng hay nói. Nếu mà đang có một cái chuyện gì mà về mà cháu cứ bấu víu rồi dè dẻ là cô hay giận cả chúng nó.
Sau cái cuộc trò chuyện này, cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì để có thể tốt hơn trong gia đình không? Cô thì giờ cô cũng không mong muốn gì hơn nữa, vì là con dâu cô là biết đối nhân xử thế, biết làm, biết lo toan trong mọi việc ở trong gia đình. Cô thì không mong gì hơn nữa, cô chỉ mong làm sao con dâu cô cứ mãi mãi giữ được cái nền nếp như thế này là cô thấy phấn khởi. Không biết là chị có mong muốn điều gì với mẹ chồng mình không? Cũng mẹ em thì cũng nhiều bệnh ấy, thì thôi bán ít thôi giữ gìn sức khỏe. Dạ. Em có nhắn nhủ điều gì với chồng đang ở bên Nhật không? Em muốn nhắn nhủ với chồng là cố gắng làm 35 xong thì về đoàn tụ với gia đình ạ. Giữ gìn sức khỏe để làm. Em có nhớ nãy nói luôn đi. Vợ cũng rất là nhớ chồng và mong chồng sớm nhất về với vợ con ạ. Hôm nay là một ngày cũng rất là vui khi mà đón hai mẹ con từ Bắc Ninh vào đây. Chương trình cũng rất là cảm động. Và hy vọng rằng với cái tình hình này thì mẹ con lại càng ngày càng gắn chặt cái tình yêu thương nhiều hơn nữa. Và hai mẹ con ôm nhau nào. Rồi con dâu nói gì với mẹ chồng đi. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con ạ. Mẹ cảm ơn con dâu vì là ông trời đã ban cho mẹ một con dâu rất là hiền. Trời ơi, dễ thương quá. Xứng với chữ hiền của con.